Cuộc điều tra quy mô nhất từ trước đến nay về dinh dưỡng cho thấy 57% người Việt trưởng thành thiếu rau xanh và trái cây. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mỗi người trưởng thành một ngày phải ăn tối thiểu là 400 gram để phòng bệnh ung thư, tim mạch và các bệnh không lây nhiễm khác. Tuy nhiên, người Việt chỉ ăn một nửa lượng rau ở mức 170 đến 200 gram một ngày. Nam giới ăn rau ít hơn phụ nữ. Trong khi đó, lượng thịt hàng ngày một người hấp thụ là 80 gram, gấp 3 đến 4 lần so với những năm trước. Lượng muối cũng gấp đôi so với khuyến cáo. Thói quen uống trên, cộng với việc lười vận động, tập thể dục, đang được coi là nguyên nhân khiến hàng triệu người Việt bị tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường và thậm chí là ung thư. Thưa quý vị và các bạn, là dân một nước nông nghiệp nhưng người Việt chúng ta lại đang ăn ít rau hơn rất nhiều so với nhu cầu của cơ thể. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng những con số điều tra nghiên cứu thì không biết nói dối. Tại sao người Việt lại ăn ít rau như vậy? Điều gì dẫn đến thói quen ăn uống lệch lạc, thiếu dinh dưỡng này? Và làm thế nào để biết được là mình đã ăn đủ rau xanh hay chưa? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong tiểu mục Chuyện tối nay ngày hôm nay với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trò, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Dinh dưỡng Bệnh viện Quân y 103. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Thanh Trò, cá nhân bà thì bà có cảm thấy ngạc nhiên hay không khi mà Việt Nam chúng ta là một đất nước nông nghiệp, rau quả thì luôn luôn tươi tốt và phong phú, ấy vậy mà người dân chúng ta thì lại ăn quá ít rau và chỉ bằng một nửa so với lượng được khuyến cáo? Và trong quá trình làm việc thì bà có thấy là người Việt chúng ta đang ăn ít hay là ăn nhiều rau? Vâng, thì tôi thấy thì cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì tôi biết là người dân mình là cũng thấy là cũng không xem coi trọng cái rau trong bữa ăn lắm, thì cho do vậy là người ta cũng ăn ít. Và tí nữa tôi phân tích tại sao có những cái lý do chính mà người dân mình ngay cả bây giờ cũng đang ăn ít rau so với nhu cầu khuyến cáo. Và đối với lại bản thân gia đình tôi thì cũng cố gắng để khuyến cáo gia đình tôi ăn đủ cái nhu cầu rau hàng ngày. Vâng, cụ thể thì bà có thể chia sẻ là bữa cơm hàng ngày ở gia đình bà có lượng rau như thế nào không ạ? Vâng, còn ở gia đình tôi thì nói chung là tôi cố gắng động viên các thành viên trong gia đình tôi là cố gắng ăn nhiều rau. Còn thực tế thì đôi khi cũng không đủ, cũng không phải là 100% các bữa ăn là đủ nhu cầu đâu. Bởi vì là đôi khi là mọi người cũng có thể là thích hay không thích thì nó cũng là không phải lúc nào cũng đạt được cái nhu cầu mong muốn. Vâng, tùy thuộc vào khẩu vị của từng cá nhân như thế nào và mình có những cái sự điều chỉnh, có những cơ cấu bữa ăn cho phù hợp, đúng không ạ? Theo như tôi thấy thì hiện nay là người Việt chúng ta ăn ít rau. Tại sao lại như vậy? Có phải là do cái tâm lý là coi rau quả chỉ là món phụ thôi mà thịt cá mới là món chính không ạ? Bà có thể lý giải về điều này không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng là người Việt mình đang ăn ít rau so với nhu cầu thì tôi nghĩ là đấy, cái tâm lý cũng là một phần và cái hiểu biết của người ta về dinh dưỡng cũng là nguyên nhân. Người ta coi rau nó là cái giá trị dinh dưỡng nó ít chẳng hạn thì người ta không quan tâm đến ăn rau nhiều, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Rau có rất nhiều vai trò quan trọng đối với lại cơ thể và đối với lại cái bữa ăn hàng ngày. Thì là trên thực tế thì khi làm việc tôi cũng thấy là khi mà hỏi các cái bệnh nhân thì nhất là những cái bệnh nhân đái tháo đường ấy, thì quả là người ta ăn rất là ít rau, chủ yếu là ăn cơm rất là nhiều. Vâng, thưa Phó sư Thanh Trò, đó có rất nhiều người Việt cũng chia sẻ rằng là không phải là họ lười ăn rau là bởi vì họ không thích ăn mà bởi vì họ không có rau sạch để ăn. Nhiều khi là họ ngồi vào mâm cơm và nhìn đến đĩa rau với những cọng rau tươi tốt quá được mua từ ngoài chợ thì họ có tâm lý là chột dạ, sợ rằng là ăn nhiều rau thì sẽ tích nhiều độc vào người. Và chính vì vậy họ chỉ ăn qua loa để gọi là có mà thôi. Vậy thì xin hỏi bà là liệu rằng là sợ rau bẩn có phải là một nguyên nhân khiến cho người Việt ngày càng ăn ít rau hay không? Đúng, tôi cho rằng nguyên nhân đó cũng đúng. Bởi vì bây giờ chúng ta đều biết là cái vấn đề là ô nhiễm cái chất bảo quản thực vật cho trong quá trình chúng ta tiêu thụ cái rau cũng như các thực phẩm khác nữa, là bây giờ chúng ta biết là cái từ cái người trồng cũng không đúng quy trình, không sử dụng cái phân đảm bảo và người ta dùng những cái chất kích thích cái cho rau phát triển, cho đến khi người buôn bán có thể người ta lại thêm những cái hóa chất nữa vào. Thì và có nhiều khi là chúng ta cũng biết các thông tin là những hóa chất đấy là không được phép, thì là cũng là những nguyên nhân là người tiêu dùng Việt Nam mình sợ là ăn
ăn nhiều rau vào thì đưa nhiều chất độc vào trong cơ thể, thì đó, một là coi người ta chưa thấy hết giá trị dinh dưỡng của rau, hai là người ta sợ rau có đưa lại nhiều cái chất độc vào cơ thể, thì đó cũng là một trong những lý do chính mà làm cho cái mức tiêu thụ rau của người Việt Nam mình, và hơn nữa là cái phổ biến kiến thức giá trị dinh dưỡng của rau tới toàn dân mình nó còn chưa tới được. Do vậy là cũng là những cái nguyên nhân mà làm cho cái hàm lượng rau tiêu thụ của người Việt Nam mình chỉ được nửa nhu cầu so với khuyến cáo. Và thiếu hụt rất là lớn đúng không ạ? Đúng rồi. Thưa Phó Sư Thanh Trò, là trong quá trình công tác làm việc của bà thì đã bao giờ bà gặp những người mà sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do là quá thiếu rau, hoặc là thậm chí là bị mang bệnh do là ăn ít rau hay chưa? Vâng, trong quá trình làm việc ở trong bệnh viện thì chúng tôi biết là có những cái bệnh do nguyên nhân là người ta ăn là lệch lạc về các nhóm thực phẩm. Thì ví dụ người ta ăn quá nhiều tinh bột, quá nhiều cơm thì và lại ăn ít rau thì dễ bị cái bệnh đái tháo đường, hoặc là dễ bị bệnh tim mạch, hoặc là cao huyết áp. Thì rau nó là vừa cung cấp các cái vitamin, chất khoáng rất là quan trọng, ngoài ra nó còn cung cấp chất xơ, mà chất xơ thì chúng ta biết là vô cùng quan trọng để kiểm soát đường huyết, nó hạn chế hấp thu các chất dinh dưỡng trong đó, nhất là đường và máu. Thì là cái rau nó, và người ta còn ví chất xơ của rau như một cái chổi quét cholesterol ra khỏi cơ thể. Do vậy là đúng là nếu như ăn ít rau thì nó, chúng tôi đã gặp những cái bệnh nhân là nhiều mặt bệnh như là đái tháo đường, rồi tim mạch, rồi tăng huyết áp. Nhất là thực ra thì người ta, nếu mà mình mà làm con số thống kê ra hỏi bệnh nhân thì gần như là người ta không quan tâm đến ăn rau nhiều, ăn rất là ít. Vâng, quả thực là những bệnh như là đái tháo đường hay là tim mạch thì đều là những cái ví dụ rất là điển hình cho việc mất cân bằng cơ cấu bữa ăn và ăn quá ít rau xanh. Và theo như tôi được biết thì theo khuyến cáo của WHO thì mỗi người chúng ta mỗi ngày phải tiêu thụ một cái lượng là 400 gram rau quả. Tuy nhiên vấn đề ở đây là làm sao để chúng ta có thể biết được là mình đã ăn đủ số lượng rau quả trong ngày hay chưa. Vậy bà có thể đưa ra những gợi ý, và đặc biệt là có thể quy ra một cách cụ thể là lượng rau quả trong mỗi bữa ăn của chúng ta cần ăn mức như thế nào không ạ? Vâng, thì theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì chúng ta nên ăn khoảng một ngày là 400 gram rau quả. Nhưng thực ra theo tôi thì nên ăn khoảng 400 gram rau, và quả thì nên ăn càng nhiều thì càng tốt theo khả năng có thể. Nhưng nhiều ở đây có nghĩa là cũng phải ở trong mức độ, nhưng mà theo điều tra Viện Dinh dưỡng Quốc gia hiện nay chúng ta ăn chưa đầy 100 gram quả một ngày đâu. Thì như thế, quả nó là cái nguồn vitamin không qua đun nấu, nó rất là tốt cho sức khỏe. Do vậy chúng ta cũng phải cần là ăn quả nhiều, và cũng nhất là rau cũng phải ăn nhiều, và ăn khoảng 400 gram. Nhưng mà để biết được mình ăn đủ chưa thì theo tôi ấy, thì thực ra chúng tôi đã cân đong rồi trong bệnh viện rồi ấy, thì là ở khoa dinh dưỡng ấy, thì một bát rau mà đầy có ngọn một chút là tương ứng với 250 gram rau tươi sống, ví dụ rau muống chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta có thể ăn, nếu mà bữa sáng chúng ta mà không có điều kiện ăn rau, chúng ta thường ăn những thực phẩm ăn nhanh, thì hai bữa chính kia, nếu bữa sáng chúng ta ăn những cái món ăn nhanh, chúng ta nên cho nhiều rau thơm, rồi giá đỗ, rồi hành hoa ăn nhiều. Ví dụ ăn phở cũng phải nên cho nhiều rau thơm, giá đỗ vào thì rất là cân đối thì tốt, chứ chỉ ăn mỗi bánh phở không là không, mới thịt không là không tốt. Và bữa trưa bữa tối chúng ta cũng nên ăn mỗi bữa khoảng xung quanh một bát rau thì tốt, thì rất là tốt cho sức khỏe. Và quả chúng ta nên ăn khoảng xung quanh 200 gram quả một ngày nữa thì tôi cho là thì tốt. Và chúng ta đi chợ thì quả hoa quả là mua theo cân theo gram rồi, thế còn rau thì chúng ta cứ ăn mỗi bữa nên khoảng xung quanh sách bát con cho đến miệng bát con một bữa thì tôi cho là đạt yêu cầu về rau. Vâng ạ, như vậy là mỗi bữa ăn thì chúng ta cần phải ăn ít nhất là một bát con rau đúng không ạ? Vâng, tôi lại hơi tò mò một chút là giữa rau và quả thì có cái sự khác nhau như thế nào về mức độ bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể của mình. Tại vì là rõ ràng trên thực tế thì cũng có những người không thích ăn rau nhưng lại thích ăn quả, cho nên là mình cần phải biết cái mức độ mà tác dụng của nó đối với cơ thể như thế nào và có những sự điều chỉnh phù hợp. Bà có thể chia sẻ không ạ? Vâng, đúng rồi. Rau thì thông thường là rau thì như tôi đã nói, nó là cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất xơ rất là nhiều. Ví dụ 100g
gram măng cho 4,1 gram chất xơ. Và các loại rau thông thường, rau muống, rau cải các thứ thì nó cho khoảng xung quanh 2 gram chất xơ. Nói như thế, ví dụ nhu cầu cho bệnh nhân đái tháo đường là ăn khoảng, người ta đề nghị khuyến cáo là ăn 20 đến 35 gram hoặc thậm chí 40 gram chất xơ một ngày. Vậy thì 100 gram rau cho xung quanh khoảng 2 gram rau thì chúng ta thấy để đạt được chất xơ theo đúng nhu cầu khuyến nghị mà người bình thường chúng ta khỏe mạnh nên ăn khoảng 15-20 gram rau một ngày thì cũng không phải dễ gì đã đạt được đâu. Do vậy là chúng tôi cho bệnh nhân kê thực đơn cho bệnh nhân đái tháo đường ở viện tôi là ăn tới 600 gram rau một ngày mà mới đạt được 22,5 gram chất xơ. Thế do vậy là để đạt được chất xơ theo nhu cầu khuyến nghị, nhất là với những người đái tháo đường ấy, là không phải dễ, phải ăn 500-600 gram rau một ngày cơ. Thì chúng ta bình thường nên ăn khoảng 400, xung quanh 400 gram rau một ngày thì rất là tốt cho sức khỏe. Và còn lại thì quả nó khác với rau ấy, là rau thì như thế rồi nhưng mà quả cũng là nguồn cung cấp vitamin và cũng kể cả quả có chất xơ cung cấp cho cơ thể. Nếu chúng ta không ăn nhiều rau, có lẽ chúng ta nên ăn những cái quả mà nó ít ngọt vì ăn quá nhiều ngọt lại sợ đái tháo đường. Do vậy chúng ta cũng nên ăn các loại quả và trừ những quả quá ngọt có độ đường trên 10% hoặc là có chỉ số đường huyết là trên 55 thì chúng ta không nên ăn nhiều thôi. Còn lại chúng ta nên ăn quả để bù cho ăn rau ít cũng là một giải pháp theo tôi là như vậy. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người lo lắng là nếu mà chúng ta ăn quá nhiều rau quả thì sẽ không tốt cho cơ thể. Vậy về góc độ này thì bà có thể chia sẻ là những cái tác dụng xấu nào ảnh hưởng đến sức khỏe từ cái việc là ăn quá nhiều rau quả? Đúng rồi. Nói như thế chúng ta phải nên ăn cân đối, vừa phải, đủ nhu cầu thì tốt. Chứ nếu ăn quá nhiều, ví dụ như lại có những người, tôi biết là có những người phải đi mổ tắc ruột do rau. Ví dụ như bảo ăn rau thì tốt nhưng không có nghĩa là ăn nhiều quá để gây nên những cái lại hậu quả khác. Hay là những người thông thường, có những bạn trẻ lớp, các bạn nữ mà muốn giữ eo và giữ sức, nghĩ là sợ béo ấy, thì nhiều khi chúng ta biết là họ chỉ ăn toàn rau với quả cũng lại không tốt, bởi vì nếu chỉ ăn rau quả thì nó cũng không đủ sức khỏe cho cơ thể, vì rau và quả nó ít năng lượng và ít protein. Đấy, do vậy là không thể ăn rau quả nhiều được, cũng phải ăn cân đối. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là cụ thể và đặc biệt là những lời khuyên rất là thiết thực của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trò trong chương trình ngày hôm nay, để giúp cho chúng tôi có thể nhận biết được một ngày thì chúng ta cần ăn bao nhiêu rau quả cho đủ và nên ăn như thế nào. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai.